chiến từng bừng vui rộn rã. Lòng thì hay, đều khỏe, à, phối hợp đúng là như thế. Ừ, nhưng mà nó đáng nghe là nó bóp lên một tí nữa. Chú Lê Hoàng nói đúng á, chú không có khó đâu. Đây là một tiết mục mà cô con mà cô lúc mà con nhất là con lên cái đoạn sau mà la con lên cao là cô nổi da gà đó. Chào ba chị em, trời dễ thương quá. Nhóm Donald ha, sau này nó khác lạ quá vậy ta. Ha, áo bà ba khăn rằng ha. Chú Hùng Linh nhớ sao thấy cái này, chú Hùng Linh nhớ miền Tây sông nước quá con. Dạ. Áo bà ba súng quàng dai ôm sớm ra đi. Kì anh có cơ hội con, được con, kìa. Con, sao cái quần con ngắn vậy con? Ô du kích này sao cái quần ngắn vậy con? Hả? Dạ mẹ con may từ lúc con nhỏ xíu à. Sao mà đi diễn không may lại mà để mặc đồ cũ vậy? Dạ tại con thích quần này nên con để luôn. Thích quần này kỷ niệm đúng không? Dạ. Nó nhỏ nó may, lúc đó nó còn nhỏ nhỏ, bây giờ nó phì nhiêu một chút mình phải may quần áo phì nhiêu chút chứ. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Dạ. Ghét quá à. 3 phút dành cho đội Donald bắt đầu. Bạn có thích say có 98% khán giả bình chọn. Mình có 2 điểm cộng. Ba con hát nhẹ nhàng mà trong đó có một cái sự dễ thương, và chú tưởng tượng ba cô gái Sài Gòn đi tải đạn á, nó trong lòng mình nó rạo rực lắm. Cái người mà góp ý con lần trước đó là chú Lê Hoàng, chú nói là cần phải mạnh mẽ hơn nữa gì đó ha. Dạ. Nào bây giờ chú thấy thế nào? Lần này thì tôi lại góp ý ngược lại, tôi nghĩ là cần phải trong trẻo hơn nữa. Nó hơi kỳ đúng không? Đáng nghe các em nhỏ như thế này thì giọng đương nhiên nó trong trẻo rồi. Nhưng mà tôi đã, ở đây tôi lại thấy nó hơi mạnh.
và nó hơi bị, nói thật lòng là nó hơi bị cứng. Thật ra là tôi hoàn toàn đồng ý là nếu như là các bạn còn nhỏ như vậy thì khi thì có non nớt thì không sao, nhưng mà nó phải ở đây không biết cái phối hay là thế nào tự nhiên thấy nó không đều hay sao á. Bài phối thì nó đều, đây là cái nhịp mà gần như là nhịp hành quân á, nó đều lắm, tiết tấu đều. Từ con hát nó hơi bị chênh giọng đi chút xíu khi mà ba người hòa nhịp thôi, tức là ý chú Hoàng đó là lộn nhộn trong lúc tụi con hòa vào một cái tổ hợp á. Chứ còn cô thấy là tụi con hát rất là dễ thương và nó trong sáng đúng như lứa tuổi tụi con. Đâu có so trên đài phát thanh mấy cô chú có chuyên nghiệp sao so được. Đó, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú không? Nghệ sĩ nhân dân. Cho nên là tụi con trẻ thơ thì tụi con sống trong một cái thời rất là hòa bình. Còn ngày xưa chiến tranh người ta hát một kiểu khác. Tụi con cảm nhận bằng cái tuổi thơ của tụi con như thế nào, tụi con hát vậy thôi. Và cô thấy là tụi con hát rất là thong thả và thoải mái. Vậy là được rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Tiếng em phơi phới bay trên hè phố, hôm em gắn gió à. Tổng số điểm cho đội Donan là 47 điểm. Chúc mừng các con.